Bố mẹ ở đâu? Bố thì đến bố đi nhà. Hả? Bố đi nhà. Đi đâu con? Hả? Bố đi nhà rồi. Đi đâu? Thì nó nói mình không hiểu. Cái tài sản lớn nhất của nhà thằng em này. Đây. Con này nó mới đẻ à? Có ba con này thôi phải không? Phải hả? Có nuôi lợn không? À đây. Mỗi con lợn bé đây. Sao ăn cái gì mà mồm nó bẩn thế kia? Giờ tôi mới hiểu à. Tôi sai tôi mới hiểu à. Cháu người Kinh, cháu không hiểu. Vâng, vâng. Thế đây nhà chú đây à? Tôi lầu này có mới hiểu. Mình cũng không hiểu chú ấy nói gì. Mà chú cũng không hiểu mình nói. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại mình đang ở cái thôn gọi là Há Chế của xã Sùng Trà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang nhé quý vị. Thì mình trên cái trước mặt mình nha, là có một cái con đường bê tông nhỏ đi lên tận trên đỉnh núi kìa. Mình có hỏi bà con ở đây thì bà con bảo ở trên đấy có 3 hộ dân ở trên đấy nhé quý vị và các bạn. Và hình như là thấy bảo ở trên đấy có cái hố sụt nữa quý vị ạ. Thì mình sẽ làm một cái thước phim mình trải nghiệm lên cái đỉnh núi trên kia bằng cái con đường nhỏ này nhé quý vị. Quý vị và các bạn cùng mình trải nghiệm vượt cái cung đường gian nan đấy và thử vào thăm bà con ở trên đấy xem thế nào nhé. Quý vị và các bạn cùng mình di chuyển nhé. Mình đi một đoạn mình mới tìm được cái ngõ vào cái đường đấy nha quý vị. Quý vị và các bạn cùng mình lên đường nhé. Bà con ở hay một cái cụm quý vị và các bạn. Chào cô nhé. Cái này bắt buộc lên thì mình phải đi bằng số 1 thôi nhé quý vị. Cái đường này cũng rất dốc nhưng mà nó không bên vực, nó không như ở bên thôn Hấu Chua quý vị và các bạn ạ. Mà sao ở tận trên đỉnh núi vẫn có người ở trên đấy để phục bà con người đồng bào dân tộc Mông ở trên này lắm quý vị. Đây toàn đá đó, họ xếp chỉ được một chút cái xếp hình cái bậc bậc ấy, trồng ngô vào đấy quý vị. Bà con trồng rất nhiều cái cây cỏ voi này để cho chăn trâu chăn bò. Số 1 mà mình phải với chân quý vị ạ.
đạp chân nữa nó mới lên được. Sợ quá. Vừa đi vừa run tay. Chiều nay ở trên này thì nắng quý vị ạ. Thế nhưng mà ở trên này nắng nhưng có gió rất mát nhé. Thời điểm này ở dưới quê mình thì nóng lắm đấy. Và tút lút trong này chưa thấy nhà đâu cả. Giờ bà con còn đổ được cái đường bê tông này đi chứ. Trước này không biết là không có đường bê tông thì đi kiểu gì lên được. À đây, một nhà đây rồi. Con làm sao? Con làm gì đấy? Hả? Hả? Đi làm việc á? À, con nuôi chim à? Mình vừa lên tới đây thì là cái nhà này là nhà đầu tiên. Cái bảo trên này có 3 nhà, nhà này nhà đầu tiên nha quý vị và các bạn. Tường và cổng, cái cổng vào. Mình đi vào chơi nhá. Thấy có thằng trẻ con ở nhà. Cho chú vào nhà chơi được không? Hả? Hả? Chó á? Chó ở đâu? Hả? Chó đi đâu rồi? Cho chú vào nhà chơi nhá. Này, của con đây. Chú cho mấy cái kẹo nhá. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Quýt hình như trông chó chú. Bố mẹ ở đâu? Hả? Đi đâu con? Đi đâu? Thì nó nói mình không hiểu. Cho chú vào nhà chơi tí. Đi. À đây. Nói không hiểu. Nhưng em là bố đó à? À thế bác năm nay bao tuổi rồi? Ba mấy rồi á? À ba mấy thì ít tuổi hơn đây nhiều. À, thế mình nhìn cứng đấy nhỉ. Cho anh vào nhà chơi tí nhá. Ừ anh đi. Ui thấy cái đường lên đây nó chót vót trên đỉnh núi, bảo thế hỏi người dân, người ta bảo có mấy hộ dân ở đây á. Ừ, cho anh vào nhà anh chơi tí. Em được mấy cháu rồi? Hả? Em được mấy đứa, mấy người con rồi? Năm con. Hả? Năm con. Năm con. Ừ. Thế đây thằng thứ mấy? Thế mấy đứa nữa đâu? Chưa biết rồi. Hả? Đi học à? Hay? Không đi học. Không đi học á? À, lấy chồng á? Không. Em nói tinh kinh sõi không? Có nói. Không. Đây, trên này ngô. Năm vừa rồi được nhiều ngô không? Vẫn còn rất khó khăn nhá. Thế ở đây thì em ăn gạo hay ăn ngô? Hả? Bữa ăn mình bữa ăn ấy bình thường ăn gạo hay ăn ngô? Cơm thôi. Cả ngô lẫn gạo. Thế à. Gạo thì phải đi mua à? Mình đi chơi. Vào nhà tí nhá. Đây trong nhà. Mình toàn đấy.
chả có cái gì cả đâu. Trên thì toàn thấy ngô thôi quý vị và các bạn ạ. Này, trên này là ngô thôi. Nhà có chăn nuôi gì không? Chưa. Chăn bò hay chăn gì không? Thấy có bò, có bò phải không? Đâu bò ở đâu? Anh đây là cái tài sản lớn nhất của nhà thằng em này. Đây. Con này nó mới đẻ à? Có ba con này thôi phải không? Phải. Có nuôi lợn không? À đây. Mỗi con lợn bé đây. Đi các bạn. Em tên là gì? Gia. Gia. Gia mới hơn 30 tuổi rồi mà có 5 người con. Đây đi, anh. Đây là Bỉ. Nhà bà con ở đây đấy quý vị và các bạn. Trên này vẫn rất khó khăn nhé. Trong nhà thì mình thấy không có một cái gì giá trị cả quý vị và các bạn ạ. Thế đây cầm thêm mấy cái kẹo nữa tí về cho em nhá. Đấy nhá. Mấy cái vừa nãy con để đây phải không? Cho đấy, tí về cho em. Không còn cái nào. Đây. Cầm cho em nhá. Thế thôi, anh đi nhá. Anh đi chơi chút nhá. Bỏ lên. Em ơi, cái hố sụt ở đâu nhỉ? Có cái hố sụt nó ở đâu nhỉ? Sao ai bỏ ở trên này có hố sụt nhỉ? Anh ngủ nữa. Hay một tiểu đau muôn, trên này không đau. Đi vào trong này. Rồi, anh cảm ơn nhé. Mình lại tiếp tục di chuyển vào trong kia. Đây, phía dưới kia mình thấy có mấy cái căn nhà dưới này đấy, quý vị và các bạn ạ. Rất là khó khăn. Trong nhà mình thấy chẳng có một cái gì giá trị đâu quý vị và các bạn ạ. Nên mình lại xuống nhà chú đây. Con đây. Yêu. Sao ăn cái gì mà mồm nó bẩn thế kia? Giờ tôi mình hiểu à. Tôi thấy tôi mình hiểu à. Cháu người Kinh, cháu không hiểu. Vâng. Thế đây nhà chú đây à? Lầu này có mình ạ. Mình cũng không hiểu chú ấy nói gì. Mà chú cũng không hiểu mình nói. Chán thế. Em bé này. Dạ. Lấy cái kẹo cho nó ăn. Lấy cái kẹo cho cháu nó ăn. Trời ơi, sao mà mồm ăn cái gì này? Một món ăn gì mà sao ấy? Mũi. Mỗi mình chú ở nhà thôi. Mỗi chú ở nhà thôi. Không hiểu. Ôi trời, mình ngồi đây. Đây nha quý vị. Cả cái khu mình, cái quãng ở trên đỉnh cái khu này có được 3 căn nhà. Nhà bên đây thì mình không thấy ai nhà. Đây, vừa ấy mình ở cái nhà phía trên kia này. Với cái nhà thằng em ở trên đấy. Thì nó biết một vài cái tiếng Kinh. Còn ở đây thì cái chú là không biết. Đây, chân. Cũng chăn bò à? Có bò đấy à? Cháu xuống tí nhá. Xuống xem. Họ không hiểu mình nói đâu quý vị và các bạn ạ. Có những cái lớp trẻ trẻ thì có khi là họ cũng biết. Quý vị và các bạn thấy nhà đồng bào trên này. Nuôi gà rồi nuôi ngan, mấy chuồng bò đằng sau cho quý vị và các bạn mình thấy cái tiếng
keng keng keng. Wow, đây có cái cây, cây này như cây chanh quý vị và các bạn ạ. Đúng cây chanh tài nhỉ, cây chanh, chanh gì mà. Chuẩn xác mùi lá chanh luôn đấy quý vị ạ. Chanh với cái vỏ nó dày lắm. Chắc đi làm rồi quý vị các bạn ạ. Không tiện mà thì cũng nuôi mấy con bò liền rồi quý vị. Thì cổng vào rất nhìn rất xinh nhá. Mình lại tiếp tục di chuyển vào trong này nha quý vị. Cái đường bê tông mình lại thấy lên tận trên kia cơ. Mình phải đi xem trên ấy còn nhà nào không. Đi lên vùng cao này nhiều cái hoàn cảnh đáng nhìn, những cái đứa trẻ con ấy nhìn thương lắm quý vị và các bạn ạ. Wow. Wow, có cái hố sụt ở đây. Đây có cái hố sụt nha quý vị và các bạn. Đây gọi là hố sụt. Wow, nhìn cái bức vách đá đẹp không các bạn này. Sâu lắm, ở dưới sâu lắm. Có mình thấy có đường đi xuống này nhưng mà. Và bà con ở dưới tận dưới sâu này trồng rất nhiều cái cỏ voi nha quý vị và các bạn. Đây chắc cái lối này là lối đi của bà con đi cắt cỏ sao đây này. Đây mình chỉ đi xuống một tí nhé. Wow. Sâu lắm các bạn ạ. Mình quay review những cái cảnh cho quý vị và các bạn xem thôi. Xuống trông thế thôi, dưới ở dưới sâu lắm các bạn ạ. Video của mình đến đây cũng xin tạm dừng. Để cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những cái video về khám phá những cái bản làng ở vùng cao tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.